Thị trường Tôm Đồng bằng sông Cửu Long ngày 18 tháng 9 năm 2023, giá mua tôm thẻ nguyên liệu tại các nhà máy khu vực Sóc Trăng biến động trái chiều, một số nhà máy tăng hoặc giảm giá các cỡ 50 con 1 kg về lớn, một số khác giữ giá ổn định từ đầu tuần. Giá mua tôm thẻ tại các nhà máy lớn khu vực Sóc Trăng có xu hướng biến động trái chiều. Cụ thể tại Sóc Trăng, nhà máy Khang An giá thu mua lại duy trì ổn định, theo đó, giá thu mua tôm thẻ tươi tại các nhà máy Sao Ta, Khang An cm cỡ 30 con 1 kg đang ở mức 136 đến 153 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 102 đến 127 000 đồng 1 kg. Cỡ 80 con 1 kg ở mức 84 đến 111 000 đồng 1 kg, thẻ tươi, đạt kháng sinh. Đối với tôm thẻ ngâm, giá mua tại nhà máy tại Kim Anh cỡ 50 con 1 kg tăng lên mức 95 000 đồng 1 kg cỡ 80 con 1 kg ở mức 82.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh, tại Cà Mau, giá thu mua của nhà máy Minh Phú nhìn chung ổn định. Theo đó, giá mua tôm thẻ tươi tại các nhà máy Minh Phú, cây cỡ 50 con 1 kg hiện ở mức 93 đến 111.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 124 đến 142.000 đồng 1 kg, giá thu mua tôm thẻ ướp đá tại đầm khu vực Sóc Trăng, Cà Mau. Bạc Liêu các cỡ 80 con 1 kg về lớn duy trì từ đầu tuần, theo đó, giá tôm thẻ tại đầm cỡ 80 con 1 kg hiện ở mức 92 đến 94.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg đạt 103 đến 105.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg đạt 134 đến 136.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh, lượng mua tôm thẻ nguyên liệu về các nhà máy lớn tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì ở mức lai rai. Giá mua tôm thẻ ướp đá tại đầm Đồng bằng sông Cửu Long các cỡ 90 đến 120 con 1 kg hầu như không biến động. Giá tôm cỡ 100 con 1 kg, hàng không kiểm kháng sinh đạt 72 đến 74.000 đồng 1 kg, ao đất và 88 đến 90.000 đồng 1 kg, ao bạc, màu đẹp, giá tôm thẻ oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre tiếp tục ổn định về cuối tuần. Cụ thể Giá thu mua tại đầm với tôm thẻ oxy hàng không kiểm màu cỡ 50 con 1 kg ở mức 110 đến 112 000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 135 đến 145 000 đồng 1 kg, giá cỡ 20 con 1 kg ở mức 170 đến 180 000 đồng 1 kg, với tôm thẻ oxy màu đẹp, lục đỏ hoặc từ A3, cỡ 60 con 1 kg ở mức 100 đến 105 000 đồng 1 kg